Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đến nay đã xuất hiện rất nhiều nhà tiên tri. Có thể thông qua khả năng tiên tri của mình dự đoán tương lai và vận mệnh của đất nước. Nếu ở phương Tây có nhà tiên tri Mù Vanga nổi tiếng đưa ra nhiều tiên đoán đúng đến 80%, thì trong lịch sử Việt Nam đã từng xuất hiện một nhà tiên tri lỗi lạc với những lời tiên đoán chính xác đến kinh ngạc và linh ứng cho đến tận ngày nay. Không ai khác, đó chính là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Vậy Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã tiên đoán những sự việc gì? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư ngược dòng lịch sử đi giải mã những lời tiên tri chấn động để đời của ông trong video sau đây nhé! Tiểu sử Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm lúc nhỏ có tên là Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1491 âm lịch ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nổi tiếng học rộng, mẹ là con út của quan tiến sĩ thượng thư bộ hộ triều vua Lê Thánh Tông. Nguyễn Bình Khiêm sớm được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực nên to khỏe thông minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nói sõi. Lên 4 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm được mẹ dạy sách kinh, thơ nôm, đến tuổi trưởng thành nghe tiếng bảng nhãn lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều, thuộc huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa ngày nay, nổi danh trong giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bình Khiêm đến tận nơi tầm sư học đạo. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ học hành, Nguyễn Bình Khiêm nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc của thầy và được chính thầy giao con trai cho nuôi dạy. Khi nhà hậu Lê, Lê Sơ và Lê Trung Hưng rơi vào khủng hoảng, Nguyễn Bình Khiêm đã không ra ứng thi sớm. Tính từ khi trưởng thành, ông bỏ qua 6 khoa thi dưới triều Lê Sơ. Ngay cả khi nhà Mạc lên thay cho Lê Sơ năm 1527, xã hội dần ổn định, ông vẫn bỏ qua 2 khoa thi đầu dưới triều Mạc. Tới năm 1535, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, thời thịnh trị nhất của nhà Mạc, ông mới quyết định đi thi và đậu ngay Trạng Nguyên. Năm đó Nguyễn Bình Khiêm đã ngoài 40 tuổi. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bình Khiêm được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ, được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi Trình Quốc Công, nên dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Nguyễn Bình Khiêm đã có những dự đoán tương lai bí ẩn, thường gọi là sấm Trạng Trình, mà cho đến những đời sau khi sự việc xảy ra người ta giật mình bởi độ chính xác đến kinh ngạc. Và những năm cuối cùng thế kỷ 19, nhà sư Vương Quốc Chính người xã Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng phát động phong trào chống Pháp đô hộ. Trước đó trong dân gian đã lan truyền khá rộng câu sấm của Trạng: thầy tăng mở nước trời không bảo. Nghĩa đen đã khá rõ, không có trời nào giúp nhà sư vì đã là người xuất gia, tu theo Phật mà còn mưu đồ bá vương. Các nhà nho thời ấy lại giải thích theo một nghĩa khác. Theo họ thì chữ thầy tăng ở đây, Trạng nói kín chỉ thằng Tây đến cướp nước ta, đô hộ dân ta thì trời không dung thứ. Ngày ấy chính quyền đô hộ và tay sai rất sợ sấm ký và uy tín của Trạng nên bắt bớ và khủng bố dã man những người đã truyền bá, lưu giữ sấm Trạng. Cho đến nay, rất tiếc là sấm Trạng Trình vốn chỉ còn lại ở dạng truyền miệng, chỉ có số ít lưu giữ dưới dạng chép tay. Tuy nhiên, trong những sấm ký mà người đời sau sưu tầm được, khó có thể do những ai hiếu sự đã đặt ra, bởi nó đã được cố định hóa trước những sự kiện lịch sử hàng chục, hàng trăm năm lại được lan truyền rộng rãi trong dân gian. Nam Đàn Sinh Thánh. Đã từ lâu ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là vùng Nghệ Tĩnh, người ta đã lưu truyền những câu sấm của Trạng Trình như sau: đụn sơn phân giải, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, nam đàn sinh thánh. Tạm dịch nghĩa là khi núi đụn trẻ đôi, khe bò đái mất tiếng, sông lam khoét vào chân núi lam thành, đất nam đàn sẽ sinh ra bậc thánh nhân. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi, Hải Phòng, người chuyên nghiên cứu về sấm Trạng cho biết, sau khi thực dân Pháp đàn áp tàn khốc phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, câu sấm này lại được bàn tán, trao đổi rộng với niềm khát khao mong chờ vị thánh nhân xuất thế. Lúc đó khe bò đái cũng đã ngừng chảy, tiếng suối chảy ở khe không còn nghe được nữa, do đó người dân càng tin và chờ đợi. Trong một cuộc gặp giữa cụ Phan Bội Châu, học giả Đào Duy Anh và nhà nho Trần Lê Hữu, nội dung cuộc đối thoại chỉ xoay quanh tình thế nước nhà và tương lai sẽ ra sao. Trần Lê Hữu có hỏi: thưa cụ Phan, bò đái thất thanh, nam đàn sinh thánh, chẳng phải là cụ hay sao? Cụ còn thất bại nữa là người khác. Phan Bội Châu đáp: kể cái nghề cử tử xưa kia, tôi cũng có danh tiếng thật, dân gia thường có thói trọng người văn học và gán cho người ta tiếng nọ tiếng kia. Nhưng nếu nam đàn có thánh thực thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc, chứ chẳng phải ai khác.
Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Sau cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc dân Đảng phát động bị thất bại tháng 2 năm 1930 Canh Ngọ, nhiều căn cứ bị Pháp đàn áp khủng bố dã man như Yên Bái, Lâm Thao, Hưng Hóa, Kiến An, Vĩnh Bảo. Riêng làng Cổ Am bị 5 máy bay đến ném bom, làm nhiều người chết, nhiều nhà cửa bị thiêu cháy đổ nát. Nhân sự kiện này, tuần báo Phụ Nữ Tân Văn số 44 có đăng bài Ông Trạng Trình có biết trước rằng làng Cổ Am của ông có ngày nay không? Tác giả bài viết ngờ rằng Trạng Trình có biết nên đã rời hết sách vở của ông vào Thanh Hóa, vì theo di chúc của ông thì làng Cổ Am không được bền vững. Sau đó, báo nhận được một bài thơ do bạn đọc sưu tầm và gửi cho, được cho là bài thơ sấm của Trạng Trình. Phụ Nữ Tân Văn số 48 đã cho đăng bài thơ sấm đó. Hiu hiu gió thổi lá rung cây, từ bắc sang nam, đông tới tây, cửa nhà tan tác ra cồn cát, rừng núi ruộng nương hóa vũng lầy, tan tác kiến kiều an đất nước, sắc sơ cổ thụ sạch am mây, một gió một yên ai sùng bái, cha con người Vĩnh bảo cho hay. Có một người dân làng Cổ Am cho hay, khi Pháp ném bom xuống làng, miếu thờ Trạng bị đổ lầy. Mấy tuần sau dân ra sửa sang lại thì phát hiện một tấm bia nhỏ khắc ba hàng chữ Hán theo lối Triện: Canh niên Tân Phá, Tuất Hợi Phục Sanh, Nhị Ngũ Dư Bình. Lúc ấy người ta đoán canh niên tức là năm Canh Ngọ, năm 1930, còn ý tứ của hai câu sau cho đến giờ vẫn còn tranh luận. Còn bài thơ sấm ở trên chắc chắn có trước năm 1930 và được lưu truyền. Những địa danh lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái đều được phản ánh dưới dạng kín đáo. Cách mạng tháng 8. Theo các nhà sưu tầm và nghiên cứu, trong các sự kiện lớn của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20, cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã được Trạng Trình dự báo qua câu thơ Đầu thu gà gáy xôn xao, trăng xưa sáng tỏ soi vào Thăng Long. Theo luận giải, ở câu 1, đầu thu là tháng 7 âm lịch, gà nghĩa là năm Ất Dậu. Thời điểm sự kiện lịch sử này diễn ra, gáy xôn xao nghĩa là có tiếng vang lớn thức tỉnh muôn người. Ở câu 2, trăng xưa nghĩa là cổ nguyệt, theo Hán tự ghép lại thành từ Hồ là gọi của Hồ Chủ tịch. Sáng tỏ soi vào Thăng Long là sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào ở quảng trường Ba Đình của thủ đô Thăng Long, Hà Nội. Cũng liên quan đến sự kiện cách mạng tháng 8, nhà sử học Ngô Đăng Lợi còn sưu tầm thêm một bài thơ trong dân gian, tương truyền là của Trạng Trình để lại. Rồng nằm bể cạn dễ ai hay, năm Thìn 1940, rắn mới hai đầu khó chịu thay, năm Tỵ năm 1941, ngựa để gác yên không ai cưỡi, năm Ngọ năm 1942, dê khan ăn lộc ngoảnh về Tây, năm Mùi 1943, khỉ nọ bồng con ngồi khóc mếu, năm Thân 1944, gà kia xào xạc cất cánh bay, năm Dậu 1945, chó ve vẩy đuôi mừng Thánh Chúa, năm Tuất 1946, lợn ủn ỉn ăn no ngủ ngày, năm Hợi 1947. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi cho biết, nếu để ý tới câu thứ 6 thì gà kia xào xạc cất cánh bay, phải chăng là ám chỉ việc quân Pháp bị tước khí giới và phải trở về nước, trả lại nền độc lập cho chúng ta? Vì chữ Gallus người Pháp do chữ Latin Gallus cũng có nghĩa là con gà. Như vậy câu 6 của bài sấm ứng vào cách mạng tháng 8, câu 7 chó ve vẩy đuôi mừng Thánh Chúa sẽ ứng với việc Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bầu lãnh tụ dân tộc Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước vào năm 1946, năm Bính Tuất. Phần lớn các nhà nho học nước ta cho rằng Trạng Trình am tường sâu sắc kinh dịch và lý học nên tiên tri ứng nghiệm. Những lời sấm chủ yếu là tiên đoán giai đoạn từ khi ông qua đời cho đến nay. Như vậy có thể thấy các sự kiện kể trên về sau đã linh ứng một cách đáng kinh ngạc. Và còn rất nhiều những câu sấm còn lưu truyền trong dân gian vẫn đang là đề tài phân tích lý giải. Gần 5 thế kỷ trôi qua, những câu chuyện về khả năng tiên tri thấu thị của Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn được truyền tụng. Trong đó có giai thoại bí ẩn về xoay mộ Trạng Trình. Vậy thực hư câu chuyện ngôi mộ Trạng Trình như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi khám phá trong phần tiếp theo của video. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tạ thế ở tuổi 95, tương truyền trước lúc mất, Trạng có giao cho con cháu một ống tre sơn son thép vàng, bị kín hai đầu và dặn đúng năm tháng ấy, ngay giờ ấy phải để cái ống ấy vào kiệu, rước lên dinh thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan. Trạng còn dặn thêm, tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn và trừ quan tổng đốc ra, không ai được mở ống. Sau khi Trạng mất, con cháu Trạng lâm vào cảnh đói nghèo, sa sút. Nhưng phải đến đời thứ 7, cái ống tre ấy mới được rước lên dinh quan tổng đốc, đúng ngày giờ đã ghi trong gia phả. Đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp, quan tổng đốc ngạc nhiên, không biết vì cớ gì nên truyền cho vào, đồng thời quan ngồi dậy để đi ra cửa.
quan tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng dầm một cái, chiếc xà nhà bằng gỗ nặng, không biết bị món ăn hỏng từ bao giờ, rơi ngay xuống chỗ giường vừa nằm. Thật là một phen hú vía. Quan tổng đốc mở ống tre ra xem, thấy bên trong có một cuộn giấy đề hai câu thơ. Ngã giải nhĩ, thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần. Nghĩa là, cứu ngươi thoát nạn đổ nhà, ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo. Quan tổng đốc biết rằng Trạng Trình đã cứu mạng nên ông ta đã giúp con cháu cụ Trạng nhiều tiền của để đền ơn. Gia thoại còn nói rằng trước khi chết, Trạng Trình có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng bình sinh ta có một tấm bia đá sẵn và đã sơn kín. Khi ta nhắm mắt rồi, các ngươi phải nhớ khi hạ quan tài xuống, phải để tấm bia ấy lên nắp rồi sẽ lấp đất sau. Hễ có người lạ đến viếng mộ ta mà nói rằng thánh nhân mắt mù, phải lập tức mời người ấy về nhà, yêu cầu họ để hướng mộ lại cho ta. Khi chưa xảy ra nhớ không được cải cát, nếu trái lời dòng dõi về sau sẽ lụi bại. Con cháu y lời. Khoảng chục năm sau, một hôm có một người Tàu đến nhìn ngôi mộ của cụ một lúc rồi nói, cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết lại tự đem đặt mộ thế này, vậy mà gọi là thánh nhân, có mà thánh nhân mắt mù. Người trong nhà nghe được về nói lại với ông trưởng tộc, ông ta liền cho mời người Tàu kia về nhà, xin xoay lại hướng ngôi mộ. Ông người Tàu là một nhà địa lý rất giỏi, vì nghe tiếng Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã lâu muốn sang đây xem di tích của cụ. Khi được đề nghị như vậy, ông ta cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình, lấy làm tự đắc lắm. Ông ta bảo với người nhà ông Trạng rằng không cần đem đi đâu xa, chỉ đào lên rồi xoay lại một chút là được. Khi tấm bia đá được đào lên, mọi người mới thấy mấy dòng chữ ngũ thập niên liền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quay túc, hậu sinh nhĩ bối há năng chi, hà vị thánh nhân vô nhĩ mục. Có nghĩa ngày này, mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dâng đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc xong, ông thầy Tàu sợ toát mồ hôi và lúc đó mới phục Trạng Trình là một vị thánh. Lại có chuyện kể rằng năm Minh Mạng thứ 14, dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương. Vấn đề là cần phải đào con sông, mà đào sông thì phải phá đền thờ Trạng Trình, chứ bèn ra lệnh cho dân phu phá đền để đào sông. Trước khi phá, sai người đào đền mang bát hương ra, Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải điều. Sau khi lau sạch, tấm bia lộ ra dòng chữ Minh Mạng thập tứ thằng Trứ phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến doanh điền nhà bay. Thật kinh, Nguyễn Công Trứ chẳng những bãi bỏ lệnh phá đền mà còn cho sửa sang lại khang trang hơn. Nguyễn Bình Khiêm là bậc trí giả lớn mang màu sắc huyền thoại. 500 năm qua, xung quanh cuộc đời và những lời tiên tri của ông có rất nhiều bí ẩn cần nghiên cứu, cũng như vẫn còn nhiều giả thuyết tranh luận không hồi kết. Chẳng hạn như vấn đề mộ Trạng Trình ở đâu, đến nay vẫn là bí ẩn mà nhiều thế kỷ qua, các thế hệ con cháu Trạng, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời. Thưa quý vị, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm được dân gian suy tôn là nhà tiên tri số 1 Việt Nam. Ông đã có rất nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc. Ngày nay, nhiều trường học được đặt theo tên ông nhằm tưởng nhớ đến bậc thầy vĩ đại của dân tộc. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.